tịch thu, đốt tàu. Đó là hậu quả mà nhiều ngư dân Quảng Ngãi phải hứng lấy khi cố tình xâm phạm đánh bắt trái phép trên vùng biển nước ngoài. Trở về từ vùng biển Australia, ngư dân Trần Đạt, thuyền trưởng tàu cá QNG-90475 ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã mất cả chỉ lẫn chài sau một chuyến đánh bắt chui. Tài sản trị giá hơn 3 tỷ đồng trên tàu mất trắng. Khi may mắn được cơ quan chức năng nước bạn thả về, ngư dân Đạt giờ mới nhận ra sai lầm thì đã muộn. Đây rồi tôi cảm thấy là tôi biết sợ rồi đó, nên mong khuyên coi như bà con và nhà anh em ngư dân đừng nên đi xuống dưới nữa. Không những đi mà bị biên phòng của Úc hay các nước bọn bác mà còn tính mạng mình là còn quá nguy hiểm, không khó gì một tờ giấy mà dù ở trên biển cả. Những chuyến biển đánh bắt chui trở về của ngư dân Quảng Ngãi không như mộng tưởng làm giàu từ ngư trường nước bạn. Những ngư dân này trở về chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Biển Việt Nam đồ khai thác nó ít quá, làm ít tiền quá, anh em cũng nghèo khổ, cũng đến nước bạn kiếm tiền về nuôi vợ nuôi con, thì trong mình đã chấp nhận đi mà, thì bà đồng ý có sợ, nhưng mà cái chuyện rủi ro thì nó năm hay xui. Cũng đã nhiều lần đã tuyên truyền cho bà con, tất nhiên bà con đã thấu hiểu về cái việc này, thì cũng một số người dân cũng còn cái ý thức còn kém, cái này còn cái xâm phạm cái này thì tiếp tục phải đề nghị nhà nước với các cơ quan chức năng tiếp tục tuyên truyền để cho bà con nhận thức và không nên vi phạm vùng biển nước ngoài để mà đánh bắt. Quảng Ngãi là một trong những địa phương có số lượng tàu cá của người dân xâm lấn đánh bắt trái phép trên ngư trường các nước nhiều nhất cả nước. 5 năm qua, có tới 126 lượt tàu cá của người dân Quảng Ngãi bị nước ngoài bắt giữ vì đánh bắt trái phép. Trên 1.500 ngư dân Quảng Ngãi bị bắt giữ. Hiện vẫn còn 16 tàu với 91 ngư dân bị các nước bắt giữ chưa được thả về. Tỉnh Quảng Ngãi đang quyết liệt xử lý nghiêm hành vi đánh bắt trái phép trên vùng biển nước ngoài của ngư dân địa phương. Thế nhưng, sẽ rất khó khăn để ngăn chặn và sẽ còn nhiều ngư dân chịu cảnh trắng tay vì họ vẫn còn nuôi giấc mộng đổi đời sau một chuyến vượt biển đánh bắt trái phép.